chào chương trình. Làm lại, 2, 3, xin làm lại. Xin chào mọi người. Hôm nay có em của Dân đó, nó xuống nhà chơi nè. Đây là em bà con Sa mọi người ơi. bà con Sa xuống nhà chơi rồi, xong rồi bây giờ hai chị em của mình sẽ đi lên can chơi nha mọi người. Cả nhà Dân sẽ đi lên trên can chơi, xong rồi sau đó sẽ quay phim lại cho mọi người cùng xem nha. Rồi hôm nay đi lên can chơi đây, gặp cái này đây. Cái này giống như nó làm như hồi kỳ ở đỡ trên Paris mình đi á bé Dung. Cũng có mấy người người ta làm vậy đó. Không, nó làm vậy rồi cái mình muốn cho nhiêu mình cho. Đó, nó để cái tấm vải đó, mình muốn cho nhiêu mình cho à. Cho 1 đồng, 2 đồng vậy đó. Tùy mình à. Đó, thằng già bự nhất á, bự nhất trong đám à. 10 tuổi mấy rồi. Hai năm tắm với mẹ luôn. Ôi bởi vậy làm mấy này là mấy đứa nít khó lắm. Chút nữa vô trong hội chợ á, mới dùng ăn cái món của đảo cọt á. Không biết bữa nó tên là gì quên mất tiêu rồi. Cái món mà lòng gan dồi này kia, nó dồi vô trong cái ấy, cái nó nướng lên. Sao? Ơi ngon lắm. Bữa đó chị ăn thử thấy ngon. Ba cho em đi ấy rồi. Ở trong nhà hàng hay là ở ngoài? Trời đất quỷ thần ơi. Đó. Ủa ông nãy giờ ông đây ông thấy cái ai có mình thằng già nhất không? Thằng già nhất là ai vậy không biết nữa. Hả? Mà chết. Rồi, hôm nay đi chơi với lại Tata. Tata Dung. Tata nè. Đi hôm nay hai chị em đi lên cam chơi mọi người ơi. Rồi. Đây mọi người ơi, mà ở đây á hả là cái đại lộ mà in mấy cái bàn tay của mấy đứa diễn viên này nọ lên trên đây đó. Làm như nhái kiểu đại lộ Hollywood đó mọi người nè. Có tên đó. Nè, Johnny Holiday nè. Ta uống rượu nóng nè. Đây là rượu nóng ở bên Pháp đó mọi người. Cái này nấu với trái po hay là cái gì ạ? Nấu citron. À citron hả? Dân tưởng nó là nó nấu với lại trái po chứ. Rồi hôm nay cho mấy đứa nhỏ lên cam chơi patino tiếp mọi người ơi. Hôm nay có em của Dân nó lên á, nên thành ra dắt nó lên cam chơi. Mua cho nó cái xúc xích hôm bữa đó, nó nãy nó đi ngang nó hôn nó đau bụng rồi. Cho tụi nó lên cam chơi nữa đây mọi người ơi. Chơi patino nữa rồi nè. Rồi khoái lắm. Mấy đứa nhỏ nó cũng tươi luôn. Cái món này gọi là figatelli. Đây là cái món đặc sản của đảo cọt đó mọi người. Em mọi người ơi, bây giờ hai chị em của mình ăn cái món món nãy tên gì dùng qua này. Sang con. Không, nó có cái tên là gì hết đó. Falitel. Đây, cái món này nó giống như là cái cu đen vậy đó mọi người nè. Đen thùi lùi à. Đó, thấy chưa, đen thui à. Xong rồi mình kẹp với lại bánh mì vậy đó. Mà cái này nó là cái đặc sản của đảo cọt đó mọi người, ngon lắm. Ôi, em mà chị đã ăn xúc xích hả? Em mà chị đã ăn ngon không? Ngon hả? Coi chừng cái cầm đàng hoàng nha con, coi chừng đổ nha. Biết rồi. Rồi nè, rồi đẩy đi. Đó, đi lên trên cam chơi rồi đó. Chơi đó, mấy anh em chơi kìa. Đó, nó đẩy em đó nè. Thank you.
bây giờ ha, cả bọn nha chơi xong rồi, bây giờ mấy đứa nhỏ nó đói bụng, nhân mua xúc xích nướng cho nó ăn. Cái xúc xích nướng trên lửa than vậy nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đó mọi người, nó sướng nướng trên cái dĩ như vậy nè, mà ở dưới là than đó mọi người, nên là nó ngon lắm. Rồi chơi Patino xong giờ ra ăn bánh mì xúc xích nè. Vậy là buổi đi chơi của nhà mình đã kết thúc rồi. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp ở những video tiếp theo nha.